Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học gì anh chết của mình. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ nói về cái Attribute Dynamics các bạn nhé. Các bạn mở cái thằng dự án lên cho mình và đồng thời các bạn chạy cái MVM run MVM start lên. Mình đã chạy và chỉ in ra cái chữ Hello World đây ạ. Mình sẽ tạo một cái component các bạn nhé, vào SSC này các bạn tạo qua đầu component. Trong component thì các bạn tạo cho mình cái counter .js. Bạn tạo cho mình cái function counter này. Thằng này return cái JSX. Bạn tab vào nha, return này. Đây mình sẽ return cái button. Và trong app này mình sẽ import cái thằng counter vào ạ. Import này. Chấm xuyệt component và counter các bạn nhé. Cuối cùng mình gọi counter ở dưới đây, dưới thẻ H1 này để in ra. Import ở đây chưa có export default các bạn nha. Các bạn chú ý khi tạo component cho mình là export default counter. Import import thiếu các bạn này, import counter từ cái này các bạn nhé. Bạn xóa cái này đi ạ. Rồi import counter từ cái component counter. Rồi đấy mình đã tạo ra được cái nút clip đấy ạ. Thì đầu tiên thì mình demo cho bạn về thẻ image nhé. Ví dụ ở trên cái trang web ấy, khi các bạn làm hệ thống backend ấy, thì họ trả về cho bạn một cái URL đúng không? API trả về một cái URL của image. Bây giờ cái việc của bạn là show nó ra ở cái web React này đúng không? Thì các bạn có thuộc tính src đúng không? Và chắc chắn là thuộc tính này là nếu các bạn để trong cái dấu này thì nó sẽ là static các bạn nhé. Và các bạn muốn dynamic như video trước mình đã nói rồi. Các bạn phải truyền vào đây là gì? Cái biểu thức JavaScript Expression, tức là cái biểu thức mà có giá trị trả về. Đây đang lỗi vì mình chưa truyền vào cái gì các bạn nhé. Thì đây bạn define cho mình một cái constant đi ạ. Mình ví dụ như URL này image bằng nếu các bạn muốn thay đổi cái URL này thì các bạn lại phải quản lý trong state các bạn nhé. Bạn search cho mình cái mở to search cho mình cái image URL online đấy. Bạn kích vào tab image này. Đây mình sẽ thử mở một cái thằng này lên. Mình kiểm tra inspect cho bạn nha. Mình lấy cái URL thôi mà. Đây các bạn mở cái này và các bạn mở gì open in new tab nhé. Các bạn lấy copy URL này vào. Mình tắt đi nhé. Đưa vào trong cái thằng URL emit này. Và cuối cùng là các bạn đưa cái biến này vào trong đây để nó đọc các bạn nhé. Cái dấu ngoặc 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 đây các bạn này, trong đưa vào trong dấu ngoặc. Đấy các bạn thấy là mình đã show ra được cái emit rồi đúng không ạ? Và tiếp theo nữa thì là mình sẽ thêm cái class. Class thì trong các bạn chú ý cho mình này. Nếu bạn thêm class đây. Ví dụ mình class đây là gì? Image future chẳng hạn. Đấy, mình thêm cái class này các bạn nha. Theo cái này thì bạn khi các bạn inspect này bạn thấy này. Đấy, còn console nó báo gì? Warning là invalid DOM property class, bạn có nghĩa là class name đúng không ạ? Thì các bạn nó đã gợi ý cho bạn là class name. Lý do tại sao thì nó là class là invalid các bạn nhé. Thì là lý do là gì này? Khi mà các bạn mà instance một cái component đúng không ạ? Thì bản chất là gì? Cái này là các bạn đang dùng Babel để convert từ cái cấu trúc của React đúng không ạ? Sang cái mã JS. Và cái JS thì nó có một Zerver keyword, tức là cái này này. Cái gọi là Zerver keyword các bạn nhé.
Tức là những cái từ khóa mà nó dùng để trong cái ngôn ngữ đấy rồi đúng không ạ? Từ khóa là dùng làm keyword đấy, thì nó có trùng với từ khóa class này các bạn này. Class nhé. Trong ES6 nó có từ khóa class để khai báo một class đấy. Đấy thì vì lý do đấy cho nên là nó chuyển sang này các bạn phải đưa vào class name các bạn nhé. Các bạn chú ý cho mình là trong cái thằng React ấy, các bạn phải sử dụng từ khóa là class name đúng không ạ? Mà các bạn quay trở lại cho mình cái thằng counter này. Và mình sẽ add thêm một cái style ở cái counter này các bạn nhé. Để viết style ở trong React ấy thì các bạn style inline các bạn này. Mình muốn viết style inline ở trong cho cái nút button này các bạn này, các bạn chú ý cái button này nhá. Thì mình vẫn phải là dùng cái dấu ngoặc nhọn này đúng không ạ? Để thể hiện rằng gì là mình muốn có một cái dynamic property ở đây đúng không ạ? À, mình thêm một cái constant đúng không ạ? Style bằng để viết cái style inline nha, các bạn phải truyền vào đây là có object các bạn nhé. Ngoài cái dynamic này thì các bạn phải truyền vào cái object của style, cái mảng các thuộc tính ấy. Đây là mình sẽ có gì, và chú ý cho mình là gì, thằng style inline nó sẽ sử dụng cái camel case các bạn nhé. Tức là gì, các bạn bình thường các bạn viết là font size này đúng không ạ, thì bây giờ nó phải là font size chữ thứ hai thì nó sẽ viết hoa các bạn. Font size đây là mình để ví dụ 10 pixel 20 pixel chẳng hạn. Và gì, font width, font width, font width thì mình để là bold nhá. Mình đưa cái thằng style này vào. À, các bạn chú ý cho mình là ở đây là button style bằng style này. Font size bold không phải được define đúng không ạ? À, thôi thì các bạn cái này các bạn phải để trong cái string nên các bạn phải để trong cái nháy nhá. Đấy thì khi mà mình đưa vào đây thì nó lại nhận là gì? Thằng nút click các bạn để ý này, nó sẽ convert cái thằng font size này thành cái gì ạ? Mình kéo rộng các bạn xem nha. Đây bạn thấy nó convert thì font size bằng 20 pixel và font width bằng bold đúng không ạ? Đấy thì bạn nào mà có viết cái thằng style inline chú ý cho mình nhá. Nó nhận vào ở đây là gì ạ? Là cái dấu này dùng để là dấu ngoặc này ấy, dùng để là gì? Dynamic property này đúng không ạ? Thuộc tính. Và cái các bạn phải truyền vào cái tên của thuộc tính. Ở đây các bạn có thể đưa vào cái constant style s bằng cái useState nhá. Thì sau đó các bạn đưa vào cái biến style. Thì bản chất useState thì nó là một cái biến thôi các bạn nhé. Đấy thì các bạn đưa vào, hoặc là các bạn có thể đưa thẳng cái này vào đây, object này vào đúng không ạ? Đây là một object các bạn, object thuộc tính nhá. Đấy. Các bạn đưa kiểu này cũng được, nhưng mà thường thì mình sẽ tách ra nhìn cho nó dễ nhìn các bạn nhé. Rồi video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.